chúng ta sẽ đẩy lùi bọn tư bản. Thứ hai, chúng tôi cần đá tốn từ lúc hắn. Hiện đang tấn công qua lúc tại vị trí ống yêu cầu. Vị trí hung tục báo cáo của lực lượng. Chúng tôi không thể liên lạc được với tên thăm của chúng tôi. Chúng tôi không thể nhận được thông tin. Tên thăm của chúng ta đang báo cáo trả lời và chúng tôi đang thử thách tình chỉ huy yêu cầu. Không còn đích. Tôi đang nắm thời đại. Thank you.